đã đến với clip mới của shop em. Mọi người ơi, chị Đào đang tìm cho mình một cái set đồ có thể mặc đi làm văn phòng công sở nè, mặc đi tiệc đi chơi được. Thì em đang mặc trên người đây một cái set vest và đó vô cùng sang trọng. Em phối với lại một cái chiếc áo dây bên trong màu trắng nha các chị. Và set vest này là bên em vừa mới về luôn, là làm ngay clip này cho các chị ha. Các chị có thể thấy được màu sắc là màu xanh cổ vịt, rất xinh mọi người, nhìn cực kỳ lạ mắt luôn. Và thường thì các chị thấy là bên em đa số là về vest là set vest quần nè, hoặc là chân váy xòe nè. Nhưng mà hôm nay sẽ là một cái chân váy body cho các chị, để các chị có thể mặc đi làm văn phòng công sở hoặc là mặc đi tiệc đều được hết ha mọi người ha. Xoay một vòng cho các chị coi phía sau lưng đây. Rồi, phía trước nè, chân váy ôm không quá ngắn, các chị có thể mặc phối với lại áo sơ mi nè, áo thun nè, tùy ý các chị muốn phối với áo nào cũng được luôn nha. Và mình có thể mặc riêng, không nhất thiết phải mặc nguyên một set với nhau. Và nó sẽ gồm một cái chiếc áo vest bên ngoài như thế này nữa, có nút dài ở đây cho các chị. Và tay sẽ là tay dài nhưng mà em xăng lên thôi, tại vì xăng lên thì em thấy nó nhìn nó sẽ trẻ trung hơn. Đó, các chị có thể xăng lên hoặc là thả xuống như tùy ý các chị luôn nha. Rồi, ở đây sẽ có hai túi cho mình đây, dễ thương không các chị? Và vest này thì bên em sẽ có size và có tổng cộng tới 5 màu lận. Em thổi cái áo cho các chị coi nè, chất vải thì dày dặn, form vest rất là đứng luôn nha các chị nha. Muốn mặc tay dài thì mình sổ xuống như thế này thôi, đơn giản. Thì tay sẽ có đính nút khuy cho các chị đây. À, các chị thấy rõ không? Dễ thương quá ha. Rồi bây giờ chị nào mình muốn set này thì bây giờ các chị nhớ coi hết clip của em để mặc 5 màu cho các chị coi luôn. Đợi em tí nha. Màu sắc tiếp theo của cái set vest lúc nãy đây các chị ơi, như đầu tiên mặc cho các chị xem là xanh cổ vịt. Và màu thứ hai là một cái tông màu rất là cơ bản luôn. Màu trắng thì các chị cũng có thể phối với lại bất kỳ áo trong màu gì ha. Như em đang mặc đây là em phối với áo bên trong màu vàng tươi các chị. Mặc mình rất là sang và trẻ trung nữa. Xoay một vòng cho các chị coi phía sau lưng nè. Rồi, phía trước đây em phối với lại một cái ví cầm tay màu vàng luôn nha các chị nha. Thì mặc đi tiệc hay đi làm gì đều được đúng không các chị? Mọi người có thể phối bên trong là áo sơ mi màu đen hoặc là màu trắng, màu vàng, màu xanh gì tùy ý các chị nha. Có nút cài ở đây cho mình đây, mình có thể cài khuy lại như thế này ha. Và cổ vest mặc rất sang trọng, mình có thể phối được với những quần tây nè hay là những cái trang phục khác cũng được tùy ý các chị luôn. Và sẽ có size cho mình để cho em mặc hai màu rồi, xanh cổ vịt và màu trắng, màu nào cũng xinh đúng không các chị. Áo bên trong em cũng có bán cho mọi người luôn nha. Và cái chân váy này nó sẽ có quần ở bên trong nữa, mặc rất là dài dặn và mình di chuyển rất là thoải mái nha mọi người nha. Dây kéo ở đằng sau lưng của cái chân váy em đang mặc đây. Và bây giờ em chuyển sang cái màu tiếp theo, tại vì nó có 5 màu lận, em sẽ chuyển nhanh cho nên nhớ coi hết clip nha mọi người. Thêm một màu sắc nữa đây các chị ơi, màu sắc thứ tư nha mọi người nha. Như ba màu đầu tiên em mặc cho các chị coi thì màu nào cũng đẹp hết. Đầu tiên xanh của vịt, thứ hai là màu trắng và thứ ba là một cái tông màu cũng rất là dễ thương, đó là màu hồng đúng không mọi người? Rất xinh. Và màu này một tông màu cơ bản. Màu đen thì các chị có thể phối được với lại bất kỳ phụ kiện hay là giày nè, hay là trang sức gì cũng được luôn ha. Thì em phối với lại một cái chiếc áo bên trong là màu nâu cho các chị đây. Mặc cô nhìn rất là sang luôn mọi người ơi. Đi làm thì màu đen này là chuẩn công sở luôn ha các chị ha. Và có thể phối bên trong là một chiếc áo sơ mi màu đen. Và cái chân váy này thì mình mặc cô rất là tôn dáng các chị. Chân váy body nè, và có size cho mọi người luôn. Những chị nào khoảng 65kg đổ lại là mình mặc vẫn vừa nha mọi người nha. Và tay áo thì em vẫn rất là thích săn như thế này, nhìn nó cá tính, nó trẻ trung hơn. Và bây giờ là còn một cuối cùng, em chuyển nhanh cho các chị coi. Màu đen các chị nhìn kỹ rồi đúng không nè, vẫn có phi gài và có hai túi hai bên đây. Bây giờ em chuyển màu cuối cùng, đợi em tí xíu nha. Màu sắc cuối cùng đây các chị ơi, một cái tông màu thì em nghĩ chắc chắn chị nào cũng sẽ thích thôi. Xoay một vòng cho mọi người coi nè, 5 màu rồi thì bây giờ là em mặc hết thì mới biết là rất là khó chọn các chị. Tại vì màu nào cũng đẹp hết mà đâu biết chọn màu nào đâu đúng không nè. Và màu em đang mặc cho người là màu nâu thì có gọi là cà phê sữa. Màu nâu nhạt, mặc nhìn rất là tây và nhìn rất là sang các chị ơi. Em phối với lại một cái chiếc áo bên trong màu đen, hoặc các chị có thể phối áo sơ mi màu trắng hoặc áo sơ mi màu đen cũng được. Thì hai tông màu đó thì em thấy là phối rất là hợp luôn và nhìn cực kỳ xinh ha. Chân váy các chị nhìn nè, nó sẽ ôm body vô cho mình và bên trong có quần cho các chị luôn nha. Chân váy có quần bên trong cho nên các chị mặc di chuyển thoải mái và không có sợ kiểu như là bị ngắn ha. Form này là không quá ngắn thì không quá dài, mặc rất là cao và nhìn gọn người các chị. Hai túi hai bên, có khuy cài ở giữa cho các chị luôn đây. Cổ vest sang trọng và phần tay mình có thể mặc dài hoặc là mặc ngắn cũng được tùy ý các chị ha. Rồi nãy giờ em mặc tổng cộng là 5 màu cho mình rồi. Chị nào ưng màu nào chốt ngay mà sản phẩm có số điện thoại cho em. Và các chị đừng quên, nếu như mình đặt hàng